Trời ơi, tụi nó bự lắm. Rồi, chào tất cả mọi người ha. Chưa hôm nay tiếp tục đi câu cá lóc nữa cả nhà. Nay hai thầy trò về Phước Vĩnh Tây, Phước Lại gần chuột Long An ha. Chào cả nhà. Hôm nay cũng hơi lâu, vắng mặt lâu ạ. Lâu lắm mà hai thầy trò mới đi câu lại cả nhà ơi. Hôm giờ có nửa tháng rồi. Đây mình xuống với mấy cái đầm này mình câu săn Hugo ha. Rồi chiến thôi chứ bộ ơi. Rồi. Rồi cả nhà ơi, mình cũng mới lội ra tới cái đường câu của mình nè. Giờ bộ thì đứng ở khúc ở trong rồi. Rồi sẵn đây cho mình xin vài phút để tâm sự chút xíu ha cả nhà ha. Này cảm ơn cả nhà trong khoảng thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh. Hôm nay mình trân trọng mình xin ra một cái thông báo nhỏ ha cả nhà ha. Và nếu mà kênh mình đạt được khoảng 3.000 người đăng ký kênh, mình sẽ tổ chức một cái game show mini ha cả nhà. Đó là xổ số trúng thưởng. Phần quà của mình gồm có là một cây cần và một cái máy, một cuộn nhợ, một cái lưỡi câu. Cây cần đó là ở cần Honda 2m1 của shop VT Thuận. Và một cái máy câu đai hoa của LK Hòa. Một cuộn nhợ Toro S8 2.0 của Thú Vui Miền Tây và một cái lưỡi chữ C K63 của Thú Vui Miền Tây luôn hả cả nhà ha. Mình lập kênh này gần 2 năm rồi, mình không có tổ chức cái trò chơi mini cả nhà. Hôm nay mình tập mình làm thử coi. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận những phần quà hấp dẫn hả cả nhà ha. Giờ mình tranh thủ mình ra cần mình câu cả nhà ơi. Trời hôm nay nắng gắt cả nhà. Chúc sẵn đây mình chúc mình cũng chia sẻ cách móc nhái và cái đường câu của mình thường câu ha cả nhà. Để chia sẻ mấy anh em mới vô nghề bộ môn câu lua này. Còn mấy chú bác cô anh chị mà câu lâu năm rồi đó, có xem clip này thì cũng bỏ qua cho em ha. Tại giờ mình muốn chia sẻ cách mình móc nhái chứ cách mình câu như thế nào để thu hút cá thôi cả nhà. Còn mấy lão tiền bối thì mình không dám. Tại vì mấy mình cũng học từ sư phụ mình ra thôi. Mình thường đi câu cũng có hiệu quả cả nhà, nên mình sẽ chia sẻ lại một ít kinh nghiệm của mình gửi đến cả nhà ha. Gửi đến anh em cần thủ nào mới tập chơi thôi cả nhà. Còn mấy anh em mà câu lâu năm rồi thì có coi clip này thì bỏ qua giùm em. Em có nói gì sai thì mong mấy anh comment góp ý kiến giùm, chứ đừng có lên bốc phốt mình ha cả nhà. Thôi để giờ mình ra cần mình câu cả nhà ơi. Đây cả nhà, là con nhái ha. Con nhái này cỡ ngón tay mình săn Hugo thì mình lấy cỡ ngón tay trỏ mình nè. Đây cả nhà. Bây giờ mình không có móc nhái trực tiếp ở đây ha. Tại vì mình nếu mình móc nhái trực tiếp thì bên nhà sáng tạo của YouTube sẽ bắt hình lỗi mình ha. Mình chỉ sơ qua thôi. Đây cả nhà. Cái lỗ mũi nè. Thấy không? Đây cả nhà. À, mình móc ở đây. Móc lỗ mũi. Lồn xuống cái ức. Ức đây cả nhà. Đó. Lồn xuống ức. Lấy da gì dốc vậy cả nhà, mình luồn xuống đây ngay cái nách mà cái tay nó nè, cái nách nè đó, mình luồn ngay chỗ này, mình luồn, nhớ là mình luồn vô, mình đừng có luồn vô sâu vô trong bụng nhiều quá ha, mình chỉ luồn ngoài da nó thôi. Đây từ đây mình luồn xuống đây rồi mình đâm ra đây, nhớ là cái lưỡi câu mình là đi ở dưới sau đùi ha cả nhà, nó sau đùi như này này đó. Rồi mình ra ngay cái khỉu chân gì nè, cái khớp chân của nó nè, ngay đây nè, trổ ra để giờ mình móc vô.
Đây cả nhà, mình mới móc xong đây. Đây. Đó. Cái này thì nó đỡ xây hơn ha. Nói chung là nhái đùng này á, mình móc á, mình xuống nước mình kéo nổi thì nó không xây, như mình kéo ngầm ha, kéo lửng nó sẽ trao nha cả nhà, nó sẽ trao qua trao lại như vậy, chứ không phải là đi đường thẳng vậy luôn ha. Đây cả nhà thấy không? Lỗ mũi xuống ức, xong luồn ra ngay cái tay. Đây. Ngay cái nách tay, mình luồn ngoài da nó, mình luồn da xuống, xuống cái khuỷu đùi dưới đây. Nhớ là cái lưỡi câu sẽ nằm ở dưới cái đùi thôi cả nhà. Dưới xương. Đó, rồi xong mình trổ ra cái khuỷu chân. Đây cả nhà. Rồi giờ tới cái đường câu của mình. Đây cái kiểu câu, cách câu của mình là như thế này. Rồi mình chỉnh camera, mình chỉ quăng gần thôi cả nhà ha. Đây, mình câu nổi. Con nhái mình như thế này đây. Đó. Đây cả nhà. Nó sẽ nhấp trên mặt nước vậy. Cái tay mình lúc nào cũng phải rung cái cần này, mình nhấp cái đầu cần này. Để mình làm lại lần nữa ha. Đó. Cái tay mình lúc nào cũng phải nhấp cái đầu cần như vậy. Đây thì mình chỉ kéo chậm thôi ha. Để làm mẫu thôi. Đây nè. Chứ mà cá ở vùng Phước Lại này á, thì mình thí dụ mình kéo như vậy đi. Mình kéo nhanh như vậy đi. Đó. Mình kéo nhanh như vậy cá nó không ăn cả nhà ơi. Nó sẽ nhát, động nước nó chạy hết à. Chứ không phải là động nước lại nó ăn đâu. Đó. Như vậy. Kéo như vậy đây. Kéo ào 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 như vậy nè. Con cá sẽ gặp con cá nằm ngay đầu cỏ, nó sẽ nhát, nó sẽ chạy cả nhà. Cái đây thì kinh nghiệm của mình câu thì mình chỉ chia sẻ lại thôi ha. Còn mình câu như thế này đây. Mình sẽ nhấp con nhái đây. Đây. Đó nha. Rất là thu hút cá cả nhà. Đó, kéo cho mình nước mình sẽ nhúng con nhái. Nhấp nhái như thế này đây. Đó, đơn giản thôi cả nhà ơi, mà hiệu quả nữa. Thôi giờ để mình chính thức mình câu cả nhà ơi. Mình chỉ chia sẻ một cái số kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. Mà để anh em đi thì có cá đem về có cái động lực để đi câu cả nhà, chứ mình đi một cái ngày chờ mà không có dính con cá nào, không có táp cá nào hết, đôi lúc mình cũng buồn, mình cũng nản thôi cả nhà ha. Đâu, mình chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình thường đi câu thôi. Rồi nhớ mấy anh em, mấy chú bác cần thủ mà có kinh nghiệm dày dặn thì có xem clip thì nhớ cái gì thông cảm bỏ qua giùm em ha. Có gì thì mấy lão tiền bối góp ý kiến chỉ mình thêm. Thôi chiến thôi cả nhà ơi.
số này nó tấp phục rồi. Không hương nhá luôn. Nó hầm ở bên nhà ông Sáu kìa. Ông Sáu hả? Ông Sáu hầm nhỏ là cái gì? Hầm bự á, hầm một cái cửa vô á. Hầm một 6 rưỡi. Hầm nhỏ nó bắt được 6 con. Con con bự nhất là 1 ký. Bèn rồng. Cuối đường gặp lan. Cái hầm nhỏ hầm cái hầm mà trước cửa nhà không? Ừ. À, đó ta câu mười mấy con cá, con nhỏ nhất là 8 lạng, còn như là cứ trở lên. Nó lâu xuống nó làm 2 con. 2 con gì đó. Đúng là cài. Đúng cài mấy cái đường mà vô ông ba. Hẻm á, nó có cái lùm cỏ đó. Ừ. Ôi trời, nó nằm ở trong á. Nó làm mấy bự không. Rồi rồi bự, sư phụ ơi. Bự rồi. Trời ơi, tụi nó bự lắm. Làm cái kịch thấy ghê hồn lắm kìa. Rồi. Tụi nó làm cái kịch. Bự luôn. Bự luôn. Thì nó làm một cái kịch. Tưởng nó bự lắm. Bự nhất. Khủng khiếp. Nhỏ mà làm gì vậy trời. Rồi nó cắn một cái kịch một cái tới nó Hugo rồi chứ. Cái nhà kéo lên con Hugo trời nản ghê luôn. Thôi kệ có cảm giác. Sốc quá đạo. Rồi để em tháo cá. Con là con thứ hai cả nhà ơi. Ráng kiếm một con nữa ra clip cả nhà ơi. Rồi chiều rồi cả nhà ơi. Đã chia tay nhau từ đây chấm dứt không quen bao nhiêu. 6 giờ rồi. Trời trưa bên này nắng quá, cầu cá nó không chịu ăn cả nhà ơi. Được có 2-3 con nhỏ nhỏ mà. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu bà chia tay nhau chẳng quân vương. Vũ dính được mấy con vậy Vũ? 3 con, chẳng buồn lệ xe. Vũ dính được 3 con cả nhà ơi, có 1 con có 7-8 lạng. Mình được 2 con chút xíu à. 3 con mà còn ngẫm hơn con, chị biết. Thôi chẳng nhà nhớ đăng ký kênh để nhận quà khủng nha cả nhà. Bộ combo cần máy nhợi lưỡi nhất nhì chứ sao chung được không, chơi một lần một mà không có nhất nhì 3-4 gì hết á, chúng nguyên bộ combo luôn. Đủ 3.000 người đăng ký mình sẽ mở giải sổ số chúng bộ combo cần máy nhợi với lưỡi luôn cả nhà. Ai cả nhà quay được số điện thoại đó là chúng à? Hả, quay số điện thoại hả? Nó có chơi sổ số kiến thiết á, ra 2 số đầu ai đón chúng gần nhất thì đoạt giải. Chơi vậy mấy công bằng chứ cái kiểu kia rút thăm trúng thưởng, ví dụ rút thăm mà rồi ưu tiên cho người nhà sao đâu được. Chơi vậy đâu công bằng. Nó ai đón chúng được giải cái 2 con số đầu mà của đài nào đó, để mốt chừng nào đủ 3.000 người đăng ký đi rồi mình sẽ làm một cái clip nói chi tiết hơn hả cả nhà. Nhớ cả nhà, 3.000 người đăng ký mình sẽ mở giải. Hy vọng cả nhà ủng hộ ha. Cũng gần 2 năm lập kênh hả sư phụ? Có cần lấy cái kit của sư phụ ra đấu giá không? Rồi cái kit sư phụ kêu cho không cho thôi. Kit sư phụ ra cần của sư phụ. Rồi hẹn cả nhà vào clip tiếp theo ha. Cả nhà nhớ đăng ký để có cơ hội nhận giải thưởng ha cả nhà. Lâu lâu hai thầy trò là mở game show chơi cho cả nhà ơi. Combo bộ combo cần Honrai 2m1 của VT Thận, shop cũng nổi tiếng ở Sóc Trăng hay Cà Vinh gì đó, với cái máy Daiwa cây cái gì đó mình nói tiếng Anh không rành cả nhà ơi. Máy 2.500 của bên shop LK Hòa cả nhà.
với nhợ gì lưỡi thì bên thú vương miền Tây, bên sư huynh mình sẽ hỗ trợ về phần đó. Còn sư phụ thì hỗ trợ gì cần với máy hay sư phụ? Rồi sao sư phụ ổng có hỗ trợ không để nói biết không? Sư phụ hả? Ừ. Sư phụ hỗ trợ con gà với con vịt. Hỗ trợ con gà vịt làm cái gì? Nhậu. Ai trúng thưởng lại là lãnh là nhậu luôn. Thôi về cả nhà ơi. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới ha cả nhà. Hôm nay mình chủ yếu mình chỉ chia sẻ một số kỹ thuật của mình thôi. Một cách câu với cách móc nhái. Chứ chủ yếu là lên để mình nói cái phần thưởng mà mình sắp đặt ra cả nhà. Hy vọng cả nhà đón nhận ha. Nay mình tập làm game show cả nhà ơi. Mình nói chuyện chưa được gì trôi chảy lắm, mong cả nhà thông cảm ha. Tại lần đầu tiên mình tổ chức một cái game show mini cả nhà ơi. Khung cảnh về quê chiều, trời bữa nay trời nắng quá, trời nắng cá nó trốn hết rồi. Nó về cả nhà ơi.